tin hết để các bạn ơi, một cái tin cực kỳ là chấn động luôn. Đó chính là chúng ta có thể là mua vé game bằng kim cương nha các bạn ơi. Và mới đây thì Nhật Hành vừa công bố cho chúng ta về cái cải tiến vé game trong phiên bản cập nhật sắp tới. Đầu tiên đó chính là tăng số lượng vé game có thể nạp lại là từ 20 lên 30 vé. Rồi tiếp theo là lượng vé cần thiết khi chơi thiệt trò chơi và Fashion Star Runaway thì sẽ là giảm xuống mỗi loại là một vé nha các bạn ơi. Và có thể là mua vé game bằng kim cương nha các bạn. Như trước đây chúng ta có thể là mua bằng thỏi vàng, và sau cái bản cập nhật này chúng ta có thể là mua bằng kim cương, quá là đã luôn. Oh my god. Wow. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và vào đầu cái video này thì các bạn nhớ cho được like luôn, đăng ký kênh đó nha, để ủng hộ kênh của mình. Mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Rồi đã, và như đầu video mình có nói đó chính là chuẩn bị vé game sẽ được cải tiến. Đã, và cái thời gian cày chay đã đến rồi các bạn ơi. Và chắc chắn là các bạn nào mà thích chơi tuyệt trò chơi và các trò chơi mini game sẽ rất là thích điều này giống như là mình luôn. Đó, và chuẩn bị sẽ được cập nhật thêm các sự kiện mới và cũng như là thêm các loài cá mới nữa. Và nói chung rất là nhiều những cái thay đổi và cũng như là những cải tiến trong phiên bản cập nhật mới đợt này nha các bạn ơi. Đó, và đây chính là một cái video giới thiệu về cái phiên bản mới đó, và rất là nhiều những cái loài cá 7 màu khác nữa các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Mời đẹp, mời đẹp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết phiên bản cập nhật mới vào ngày mai là ngày 16 tháng 5 nha các bạn. Và đây chính là cái ảnh bìa phiên bản cập nhật vào ngày mai đã. Và những cái tấm ảnh này thì chúng ta cũng đã biết là cái phiên bản cập nhật ngày mai là có những cái gì rồi. Và ở trong cái phần tin tức này chúng ta sẽ có hai phần. Đầu tiên chính là cái bản cập nhật, và cái phần thứ hai đó chính là cái thời gian bảo trì nha. Và mình sẽ xem cái cập nhật trước nha các bạn ơi. Rồi, và cái đầu tiên đó chính là sẽ là cập nhật những cái chú cá đủ màu đã, với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau. Thì là hôm trước mình đã có nói đó chính là sẽ là cập nhật 15 loại cá đủ màu khác nhau nha các bạn. Và đây chính là danh sách 15 loại cá đủ màu cầu vồng mới nha các bạn ơi. Và như theo mình thấy ở trong ảnh này đó chính là chúng ta sẽ có 3 loại cá nền VIP. Đó, và con đầu tiên đó chính là con cá sim nha các bạn ơi. Rồi con thứ hai là cái con cá kim, cá chip kim. Rồi con thứ ba đó chính là cái con cá voi lưng gù đủ màu nha. Đó, như vậy chúng ta sẽ có 3 loại cá VIP. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ có 4 loại cá nền VIP nha các bạn ơi. Đó, 3 cái con cá sim rồng tím, sim rồng xanh và sim rồng vàng. Đó, và một cái con bạch tuộc đủ màu nha các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có tổng cộng đó chính là 6 loại cá nền Lusuri nha các bạn ơi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái con cá chép màu trắng đẩy nền xanh lá. Và cuối cùng đó chính là một con cá chép đẩy và nền, đó chính là nền basic nha các bạn ơi. Đó chính là con cá cùi bắp nhất. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ là có cái bộ sự kiện đẩy bộ sưu tập cá cầu vòng nha các bạn, để chúng ta nhận các phần thưởng trong cái sự kiện cá cầu vòng đợt này. Nhưng rất tiếc là mình chưa có cái thông tin về các nhiệm vụ và cũng như là các sự kiện ở trong đó nha các bạn. Đó, và có thể là mình nghĩ là cũng sẽ là đi câu những cái loài cá theo yêu cầu. Đó, và sau khi là hoàn thành xong chúng ta sẽ nhận các phần thưởng khác nhau nha các bạn ơi. Và một cái nữa là mình nghĩ là có thể là sắp tới là chúng ta cũng sẽ có một cái cuộc thi cúp đó các bạn. Hãy câu cá để nhận cúp á. Tức là cũng giống như cái cuộc thi câu cá màu hồng lúc trước đó các bạn ơi. Đấy, nhưng lần này nó cũng như vậy nha mọi người ơi. Và đương nhiên rồi, thì có cá đủ màu thì chúng ta cũng sẽ là có cái mồi để câu cá đủ màu nha các bạn. Và chúng ta có thể là chế tạo ở trong cái xưởng chế tác đảo cây e để chế các mồi cá đủ màu này. Tiếp theo đó chính là cái bảng điểm danh đủ màu nha các bạn. Và đặc biệt là trong cái đợt này thì chúng ta chỉ có một cái phần thưởng duy nhất, đó chính là một cái băng đô cầu vồng nha các bạn ơi. Chính là cái phần thưởng ngày cuối cùng đấy, còn lại chính là tiền sai và những cái vé coupon về hộp đá quý nha các bạn. Đấy, chỉ có một món duy nhất à, u là trời. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái chiếc hộp bốc thăm mới, chính là chúc phúc sang hô đây các bạn ơi, đã như mình đã công bố trong video ngày hôm qua. Rồi thì đây chính là cái hình ảnh chi tiết và cũng như là chính thức của Nhật Thành nha các bạn. Và có một cô gái đang cầm một cái cây cần câu nha các bạn ơi, cần câu sang hô đó. Và xung quanh là các món đồ nội thất liên quan đến chủ đề sang hô, và cái bộ đồ cũng khá là đẹp các bạn ơi. Rồi thấy khá là thích bộ đồ này, rồi nhưng rất tiếc là dành cho nữ nha. Còn đây chính là cái thông số hộp bốc thăm chúc phúc sang hô của chúng ta, để với tỷ lệ thấp nhất đó chính là cái chiếc cần câu chúc phúc sang hô là 1% nè, đạm chúc phúc sang hô là 3% nè các bạn, tóc là 4% nè, đấy, bỏ hoa sang hô là 5%, rồi vương miện chúc phúc sang hô là 6% nha các bạn ơi. Đấy, và thêm rất là nhiều những cái món đồ nội thất khác nữa. Và mình mong là trong cái ngày mai là mình sẽ là có được cái nhân phẩm để mình ra cái chiếc cần câu chúc phúc sang hô để tôi review cho các bạn xem. Đấy, coi là cái chiếc cần câu này nó có tác dụng gì nha, coi là sẽ là câu cá đủ màu hay là câu cá bóng 6 hay là dùng để câu cá bóng 5 nha các bạn ơi. Đấy, coi là nó có xịn sò hay là không nha.
Rồi và tiếp theo một cái cuối cùng mà các bạn rất là thích đây, đặc biệt là các bạn mà dân cày chay và các bạn đam mê chơi tiệc trò chơi và chơi thép liêu thép vô cực như các bạn, đó chính là chúng ta sẽ là có cái sự thay đổi về cái chi tiết phía game đây mọi người ơi. Wow, và lần đầu tiên mình thấy cái sự thay đổi đáng yêu như thế này là các bạn ơi, một cái động thái tốt từ Nhật Thành đã biết lắng nghe đến các game thủ nha, nói chung là Nhật Thành đã có lắng nghe rồi đó mọi người đó, tại là cũng bị phản ánh nhiều và cũng như là có lên tiếng nhiều đó. Mời đẹp, mời đẹp. Và cái nội dung cải tiến đầu tiên đó chính là sẽ là thay đổi có thể nạp từ 20 vé lên là 30 vé nha các bạn ơi. Đó, bình thường là trung bình là một ngày là chúng ta sẽ được 20 vé miễn phí tối đa nha các bạn. Nhưng mà bây giờ sau bản các bạn là chúng ta sẽ được nhận là 30 vé tối đa luôn. Wow, quá là đẻ đó các bạn ơi. Tức là chúng ta sẽ được thêm 10 vé nữa. Đó, bình thường là chúng ta chơi thì chơi là sẽ là 4 vé nha các bạn. Đó, thì thêm 10 vé chúng ta có thể là chơi được tầm thêm đến 2 game, 3 game nữa nha mọi người ơi. Và thêm một cái khá là hay đó chính là sẽ là giảm số lượng vé chơi từ trò chơi nha các bạn ơi. Bình thường sẽ là 4 vé đúng không? Nhưng mà sau bản cập nhật thì chúng ta sẽ giảm xuống còn là 3 vé mọi người ơi. Wow, quá là xịn luôn. Đấy, bình thường chúng ta chơi chơi là 4 vé là nhân 5 là 20 vé đúng không các bạn? Đó thì chúng ta chỉ chơi được là có 5 game à. Đó, bây giờ giảm xuống là còn có 3 vé thì chúng ta có thể là chơi được khoảng là tầm 7 game đến 8 game nha các bạn. Rồi và tiếp theo đó chính là cái trò chơi Fashion Star Runaway. Đó, từ 5 vé xuống giảm xuống còn là 4 vé nha các bạn ơi. Đó, tức là chúng ta sẽ là chơi khoảng là tầm 5 game tối đa đó nha. Và chính thức đây là trò chơi tốn nhiều vé nhất trong game Play Tour đó nha các bạn ơi. Đó, sau khi đã được chỉnh sửa. Ok, tiếp theo một cái chỉnh sửa khác trong phiên bản cập nhật đó chính là chúng ta có thể là mua các vé game bằng đá quý. Bạn không nghe lầm đâu, bằng đá quý đó các bạn ơi. Và nói chung đây là một cái mà mình mong muốn nhất và cũng như là mình đã suy nghĩ đến trước khi cập nhật nha các bạn ơi. Nói chung là cái này là mình đã nghĩ ra lúc đầu rồi. Đó, nhưng mà không biết là Nhật Thành có lắng nghe hay không. Thì cuối cùng Nhật Thành đã lắng nghe cõi lòng của tôi rồi. Đó chính là bán vé game bằng đá quý nha các bạn. Và chúng ta có thể vào trong shop cửa hàng để đổi các kim cương ra các vé game nha các bạn. Đó, ví dụ chúng ta sẽ có cái 20 vé game, lột 20 kim cương. Đó, và thêm cái mục là 40 kim cương nha các bạn. Rồi 20 kim cương chúng ta sẽ được mua 20 vé. Và mỗi ngày là chúng ta sẽ mua được 5 lần duy nhất nha các bạn ơi. Rồi và tiếp theo đó chính là 40 kim cương thì chúng ta sẽ mua được 50 vé game luôn. Wow, tương đương với 20 thỏi vàng nha các bạn. Và chúng ta sẽ là mua tối đa chính là 5 lần. Tức là sẽ hạn chế số lượt mua trong một ngày nha các bạn ơi. Tức là ví dụ các bạn mua 20 vé trong một ngày là được là mua được 5 lần. Và tiếp theo các bạn sẽ dùng 40 kim cương để mua 50 vé thì các bạn sẽ mua được chỉ là 5 lần thôi trong một ngày thôi nha. Đó, không có cho mua nhiều đâu. Như vậy thì mình thấy cũng khá là ok và quá đẻ rồi đó các bạn ơi, đấy không cần gì nhiều hơn nữa rồi. Đó, và cái mình cũng mong muốn thêm đó chính là sẽ là giảm cái số lượng reset cái vé game đó các bạn ơi. Đó, bình thường sẽ là còn 20 phút là một vé đúng không? Đó, mình có thể là mong sẽ giảm xuống là còn tầm 15 phút hoặc là 10 phút để hồi một vé nha các bạn. Đó, cái đó là quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo là thêm các công thức chế tạo mới là xưởng chế tác AI này, thêm NPC nhiệm vụ mới này, cải tiến giao diện về game, rồi khắc phục một số lỗi game. Ok, và đó là tất cả những gì cập nhật mới trong phiên bản vào ngày mai nha các bạn. Đó, đầu tiên chính là cái cập nhật 15 loại kém mới và các sự kiện mới. Tiếp theo đó chính là cái bảng điểm danh để chúng ta nhận thêm cái băng đô cầu vòng. Và cái thứ ba đó chính là vé game chỉnh sửa ở cải tiến vé game nha các bạn. Đó, chính có 3 cái mục chính đó thôi. Và cái thời gian bảo trì vào ngày mai đó chính là ngày 16 tháng 5 từ lúc là 6:30 đến lúc 10:30 nha các bạn. Đấy, cái bản cập nhật này nói chung là cũng nhẹ và nói chung là sẽ là cập nhật sớm và bảo trì sớm cho các bạn vào chơi game. Đó, ok, để chúng ta trải nghiệm phiên bản mới nha. Wow, và trong shop cửa hàng ngày hôm nay là chúng ta sẽ có một cái phương tiện rất là độc lạ, đó chính là một cái thuyền ô. Đó, nói chung là nó xoay ngược nha các bạn ơi. Rồi, quá là độc đáo luôn. Đó, và giá bán của nó cũng khá là cao, đó chính là 299k. Và đó chính là cái thông số chiếc thuyền ô của chúng ta, tốc độ là 5 này, có thể là câu cá phải được 2 chỗ nha. Mình thấy cũng khá là giống cái chiếc thuyền ánh trăng đó các bạn ơi. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cận cảnh chi tiết để bóc hộp cái chiếc thuyền ô này. Và rất là may mắn chị Thảo là sáng nay đã mua rồi các bạn ơi, chứ tôi lại bị cái tiền mà mua nên phải là review ký thôi mọi người. Rồi, và đây cái thông số của nó nè, đó y chang cái chiếc thuyền ánh trăng luôn đó nha. Và bây giờ thì mình sẽ là thử mở và cho các bạn xem đó khi nó di chuyển như thế nào nha. Wow, khá là đẹp luôn đó các bạn ơi. Đấy, cái màu sắc khá là đẹp đó, và có thể là phát sáng ở trong bóng tối đó nha. Và nó sẽ có cái hiệu ứng mưa rơi đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái tiếng mưa rơi không? Cái những giọt nước rơi đó các bạn ơi. Đó, nó sẽ đậu ở trên cái thuyền mọi người, ở trên cái cán ô á các bạn.
Đó, và ở dưới nước thì nó sẽ có cái bóng của cái thuyền nữa nha các bạn ơi. Đấy, thấy chưa? Bóng của cái thuyền luôn, màu sắc hiện lên kìa. Như là những cái ánh đèn đó các bạn, quá nó phản chiếu lên á. Wow, quá là xịn sò luôn. Và ngoài ra thì chiếc thuyền này cũng thể để dùng để câu cá được nha các bạn ơi. Đấy, và tối đây đó chính là hai người để câu cá. Và nói chung là game đã tính toán hết rồi đó các bạn ơi. Đấy, cập nhật thuyền xong là bữa sau là ra những cái con cá mới để chúng ta đi câu rồi, quá là hợp lý luôn đó nha. Ok, và thêm một cái mới trong cái shop cửa hàng đó chính là sẽ có một cái chiếc siêu xe đó các bạn ơi. Và nó giảm giá 50% luôn. Wow, một chiếc xe mới từ bấy lâu mà mình chưa mua được nha các bạn. Rồi và các bạn có tin không là chiếc xe này chưa mua bao giờ hết nha mọi người. Từ khi mà chơi game cái nick này là mình chưa có mua chiếc xe này luôn á mọi người. Rồi và ngày hôm nay là tranh thủ giảm giá 50% thì tôi sẽ là mua cái chiếc này nha các bạn. Đó, với giá là 30k. Còn cái khuôn mặt 22 thỏi vàng này là mình không có mua đâu, tại là mình đã có rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ đợi những cái khuôn mặt khác mình mua sau nha. Đó, và các bạn có thể là tranh thủ để mua vô đây mua sale cho nó rẻ nè mọi người. Rồi và tôi sẽ là dắt cái chiếc xe này 33k nè các bạn. Wow, một cái siêu phẩm mới bấy lâu nay của những bạn mới chơi đó các bạn ơi. Đó, không biết là các bạn chơi game từ lâu để thích cái chiếc này không. Đấy, chứ mình rất là thích cái chiếc này luôn. Nói chung là đã trải qua cũng 3 năm rồi đấy thì tôi vẫn đam mê chiếc này nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chữ new không? Đó, tức là mới mua đó mọi người, lẽ mới có luôn nha, tôi không có nói phét đâu. Đấy, chiếc này chiếc đầu tiên mình mua luôn đó các bạn ơi. Rồi và ngày mai là chúng ta cũng sẽ là cập nhật những cái vé game mua bằng kim cương nè các bạn ơi. Thay vì là mua bằng thỏi vàng, u là chờ đã, bây giờ tôi nạp tôi mua thỏi vàng tốn vé game các bạn ơi. Đỏ 20 thỏi vàng là 50 game luôn. Và ngày mai là tốn 40 kim cương để mua 50 vé nha các bạn. Rồi nói chung là quá là đã và tuyệt vời á. Đó thì mình sẽ là để mình mua sau nha các bạn. Đó tôi đã dành vàng tôi mua đồ. Đó để mà tôi dùng kim cương tôi mua vé game cho nó tiện và nó rẻ nha. Đó và chắc các bạn xem nè, thấy chưa, new luôn chứ chưa. Đó chưa có mua gì hết á. Rồi và hiện tại cái số game pass của mình là chính là 3867 điểm rồi các bạn ơi. Đó còn thiếu khoảng là tầm hơn 150 điểm nữa thôi thì tôi sẽ là chính thức đạt nút pha là 4000 điểm nha các bạn, và nhận thêm là 5 vé coupon nữa, quá là đã luôn. Ok và các bạn chờ mình trong cái video clip sau nha, mình sẽ là review cho các bạn cái nút pha lê mới này. Còn bây giờ thì mình sẽ là chơi tiếp trò chơi để nhận thêm các điểm ở đây. Ok rồi, và như vậy cái video clip mình đến đây cũng đã kết thúc, và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.